Thứ hai ở đầu leo nhất, Đô Nguyễn Thu Trang, Hà Nội, khối xanh đá nhất thắng. Đô Nguyễn Thị Lành, đai đỏ của Tuyên Quang theo 12 đô vào sớm. Hai đô xe đài. Chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ra ngoài này, mời hai đôi vào giữa sới trận đấu. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu keo thứ hai của đầu lầu nhất, Đô Nguyễn Thu Trang của Hà Nội, đai xanh đã nhì thắng.